Thị xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thị kính chúc ông bà cô chú anh chị một buổi trưa thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này là 12 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị, Thị mới đi bán về cái chát luôn, đói bụng quá cô chú anh chị ơi. Mà nhà Thị không có nấu cơm đâu, Thị ăn cơm ngoài luôn nè cô chú anh chị. Cơm này là cơm gà xối mỡ nha, có cái đùi gà luôn nè cô chú anh chị. Thị cầm cái đùi gà lên cho cô chú anh chị xem. Đây là xà lách nè, người ta cho mình á cô chú anh chị, ở trong này có dưa leo nữa nha cô chú anh chị nha. Rồi Thị sẽ ăn cơm gà xối mỡ nha cô chú anh chị. Thị mời bà cô chú anh chị ăn cơm với Thị nha, Thị đói bụng quá à, cô chú anh chị bớt lắm cô chú anh chị à. Cái này là cái nước nước tương, còn gọi là nước xì dầu của cô chú anh chị, ở quê Thị gọi là nước xì dầu. Vô trong đây người ta gọi nước tương Thị mới biết, rồi từ từ quen luôn, giờ ở đây 20 năm Thị biết luôn, Thị gọi nước tương cũng quen luôn rồi. Thị mời ông bà cô chú anh chị nha. Còn trứng không? Mấy trứng hả? Còn hai trứng. Pháp chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú ơi. Chào bà chú. Pháp ơi, dạo này mắc cỡ rồi chú anh chị. Hột vịt nhà Thủy bán nè cô chú anh chị nè. Em Pháp với em Tiên á, thích ăn lắm. Ăn cơm gà xối mỡ nhưng mà bỏ thêm hai cái trứng đó. Hồi tối nhà Thủy luộc mười mấy cái rồi. Ăn còn hai cái giờ em lấy ra nó ăn. Chị cái còn cái. Vậy hả? Nhà Thủy á, từ lớn đến nhỏ đứa nào cũng thích ăn trứng. Ngày hôm qua luộc mười mấy cái trứng ăn cơm với lại nước tương á cô chú anh chị. Giờ mà ăn nước ăn cơm với lại trứng mà vẫn thích. Đùi gà cô chú anh chị. Đói bụng ăn cơm ngon lắm cô chú anh chị. Nhưng mà Thị đuối lắm. Ăn cơm ngon lắm không? Mới ăn bịch bè. Mới ăn bịch con gà. Ăn canh rồi. Hút nước canh với em. Để em Thiên hay chảy máu cam lắm cô chú anh chị. Không chịu ăn canh. Nhắc thì ăn, không nhắc thì thôi. Em Thiên với em Pháp thường xuyên chảy nước cam, máu cam luôn cô chú anh chị. Con nè. Xà lách mùa này ngon lắm cô chú anh chị, rễ mà ngon. Vô tay để mở này.
Ở đây á cô chú anh chị bán cơm gà sối mỡ ngon lắm. Em đó bán đường Nguyễn Văn Khả qua quân đội cây xăng chạy lên. Ngon. Thủy ăn cơm cô chú cô chú anh chị mà Thủy bà ngủ hả, bà ngủ á may hơn là Thủy không có lái xe nha, còn mà tài xế á thức đêm á còn bà ngủ hơn nữa. Tài xế bằng ngủ á, không có ngủ đủ giấc đó cô chú anh là nguy hiểm lắm. Tại vì đó cô chú anh có cái anh đó anh cũng bán đồ hàng bông y như thủy gì nè, anh bán cái sạp anh lái xe anh đi lấy hàng rồi có mình ảnh à, giờ không có đời nào đi, đi lấy hàng cô chú anh chị, ở nhà mới lại có con nhỏ nữa, giờ anh đi lấy hàng ngày này qua ngày nọ rồi anh bằng ngủ không ai phụ cam công việc rồi xong anh chạy xe ảnh bằng ngủ quá ảnh tung vô trong cây cột điện á cô chú anh chị ảnh mất luôn, giờ bỏ lại ba mẹ con luôn cô chú anh chị thấy thương lắm. Mới đây à cô chú anh chị, mới 1 tháng 2 tháng này ở gần chợ Thủy bán cho nên giờ mệt đó là nghỉ. Mà canh trưa nắng ảnh tự đâm vô cây cột điện rồi không có ở đó có vắng vắng á, may hơn như vậy chứ mà ảnh hưởng tới người khác nữa là phiền phức nữa đúng không cô chú anh chị, ảnh đâm vô anh có một mình ảnh mất rồi. Ngon quá cô chú anh chị. Em này nó bán nó nấu canh cũng ngon. Thì ăn xong rồi cô chú anh chị, chỉ vô thì giữ tay lấy loa rồi đi vô sạc kìa. Hai đứa con nó là chủ yếu hai cái đó đó. Sạc để chiều thì đi bán chỉ loa cô chú anh chị. Giờ là chắc Thủy sẽ chào tạm biệt ông bà cô chú. Thủy vô Thủy tắm rửa Thủy rửa tay rửa chân để nghỉ ngơi một xíu. Con bí xíu nè cô chú anh chị. Nó bị bệnh đó cô chú anh chị. Hồi ngày hôm qua là
Phương Anh chở nó đi chích thuốc mà giờ nó cũng mệt nữa cô chú anh chị, giờ mới đi chích thuốc về cho nó lần hai nè, 12:20 rồi mới đi chích cho nó về, nó bỏ ăn bỏ uống luôn cô chú anh chị, tội nó quá. Nó là bé xíu nha cô chú anh chị, giờ nó đang bệnh, thấy thương nó quá cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị của em Pháp nè, bữa nay nói cái gì cũng bướng hết á, em Pháp á, không có nghi là Thủy nữa. Con còn một xíu. Ừ. Mà con có thương gì Năm không? Nói có miệng không? Đó. Con có thương gì Năm không? Em. Hả? Không. Thương sao nói cái gì cũng cãi. Em. Video cũng dài cô chú anh chị, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị clip sau, bye bye.